Chiều 19 tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh, tức người mẫu Ngọc Trinh, về tội gây rối trật tự công cộng quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Xuân Đông, 36 tuổi, về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng quy định tại điều 314, 318 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn theo quy định. Trong chiều 19 tháng 10, các quyết định và lệnh vừa nêu đã được thi hành. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì, phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Thủ Đức tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với hoạt động liên quan hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn biểu diễn bằng những hành động nguy hiểm lưu thông trên tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức do bị can Trần Thị Ngọc Trinh thực hiện. Qua quá trình điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh xác định, mặc dù bị can Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2, nhưng vào ngày 6 tháng 10, cô này đã cùng với ông Trần Xuân Đông, 36 tuổi, tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô nhãn hiệu BMW, dùng tích xì lành 999 cm³. Cô này đã lưu thông biểu diễn trên đoạn đường D15 khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, với các động tác nguy hiểm, không mặc đồ bảo hộ và cho quay video. Theo cơ quan chức năng, trước đó vào khoảng đầu tháng 9 năm 2023, bị can Trần Xuân Đông cũng đã cùng với Trần Thị Ngọc Trinh tổ chức tụ tập điều khiển xe mô tô hiệu Ninja lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng thuộc khu đô thị Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Người mẫu Ngọc Trinh đã thực hiện các động tác nguy hiểm khi đang lái xe như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy. Công an thành phố Hồ Chí Minh xét thấy các hành vi vừa nêu của Ngọc Trinh và ông Trần Xuân Đông đã gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã có văn bản đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý Ngọc Trinh và những người liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Đáng chú ý, những hành vi này được quay video, sau đó biên tập lại rồi đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội có tích xanh của Ngọc Trinh. Hiện tại kênh TikTok của Ngọc Trinh có gần 7 triệu lượt người theo dõi, Instagram lẫn fanpage Facebook chính thức của nữ người mẫu đều có gần 6 triệu người theo dõi. Công an thành phố Hồ Chí Minh xét thấy việc đăng tải, phát tán nội dung các video clip có ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ, đặc biệt là trong trường hợp tài khoản mạng xã hội được hàng triệu người theo dõi. Theo cơ quan chức năng, các clip đã vi phạm về quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông nên cần được ngăn chặn, xử lý kịp thời. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển thông tin, tài liệu đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh làm rõ nguồn gốc xe mô tô mang nhãn hiệu BMW thì ông Trần Xuân Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy là giả. Qua đấu tranh, ông này thừa nhận mặc dù biết giấy tờ chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả, nhưng vì thấy xe mô tô này có giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy người mẫu Trần Thị Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng với ông Trần Xuân Đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, lưu thông biểu diễn trên tuyến đường đã được sử dụng công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình trạng an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời, theo cơ quan chức năng, phía người mẫu Ngọc Trinh cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip này lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng lớn người theo dõi, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Ngoài ra, ông Trần Xuân Đông còn có hành vi mua xe mô tô phân khối lớn có giấy tờ giả để sử dụng. Trong thời gian tới, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra xác minh theo quy định để khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của người mẫu Ngọc Trinh, ông Trần Xuân Đông và những người có liên quan để xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.